cho tỉnh lúc thành tam tiên cho nguyên tuần. Con lấy cho tỉnh các bậc tiên nhân tiên tổ ngũ tái nô ni ra tinh quang thuộc cơ công quán trà thanh sơn hiến củ thọ tinh nay con là cung đức hoa cụ thể tinh quang cung các quan các ta công việc tinh quang vân vân. Hôm nay là ngày mông mơ thẳng mơ quỷ mạo nhân ba năm hột ngày tháng thẳng hột cho đêm tục của lễ quê của quầy tinh đàn cách thơ cổ tông cỏ thơ cổ thượng. Từ hôm nay vua mang cởi hải đã xong, mua cơm hộp lại mua hải hộp lên, chìm bia mấy đó, chìm bia mấy đó, chìm bia mấy đó, ăn mua ăn mang. Của các sở các tăng dân đang bàn chủ bách ca trăm họ bạch ngò ghi nha dâng lên cùng lề lên chay người mắn dâng lên ban trưởng ban trung ban há ban táo ban hiu các vị thành vệ lên tạo phù thân quân chư vị tôn thân thanh hoang bàn thổ đông trung tư mệnh chùa đất long mạch sơn thân vị thân hồ công thổ ký các tăng vàng dâng lên hồ đông các thành hồ đông các quan hồ đông hồ tây hồ nam hồ bắc đâu mây hoàng hỏa quỷ mây hoàng quân nay na môn chủ quan thần chưa sạch thần khai chùa sạch nội bạch chùa thông về đêm nó đẹp trong tăng tá cho con chim châu thiên nhất âm nhất dương trong phá trong địa xin tôn thần nhất âm nhất dương quan trọng khi công dân đất âm được rồi. Con xin cảm ơn các chư vị đã lên, đã về đông đủ, đã về tay đủ về. Công dân đất âm được rồi. Nay cùng con xin trông lên, nhất con thơ, nhị con thơ, tam con trong lề cung sinh từ cả ngày mai là mong hưởng. Để phụ đủ trí cho tổng quan giám quân chân bách cha con họ chỉnh cơ quan chỉ quyền đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể các khu dân cư các cơ quan nhà trường các chuyên nghiệp trên địa bàn cấu cho vừa phấn trò hoa phước thải gia đan lương phấn gửi hoa dân giáo xa bánh nha nha ảnh bên bồng hạnh phúc trên căn nhân vị kinh tế phát triển ăn ra là em đất khai sáng lập điều sinh nhau lai mua hàng mang nhân an vật chính quán chính gì nhất chỉ nhất thiết chỉ thanh thanh tâm bài tá linh thiêng bách bài linh thiêng bách bài linh thiêng bách bài.
Thank you.
Cô cầm kính mời. Nhỏ xuống để cho thầy cúng.
chúng tôi xin thông báo toàn thể các nam thanh nữ tú chúng ta di chuyển ra phần kéo co để chúng ta vui nhảy hội kéo co. Xin mời các chàng trai Mường chúng ta di chuyển sang bên dây kéo co để chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, các nội dung diễn ra trong Tết Cơm Mới Đình Khoang Tháng Cần năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các cụ, các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian tới dự góp phần sự thành công của lễ Tết Cơm Mới xã Cần. Xin cảm ơn các bà, các chị em trong đội múa, các nghệ nhân và các đội phục vụ. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong năm 2024. Sau đây xin mời các tổ đã được phân công, chúng ta sẽ gặp chỗ Đồng Chí Hạnh, Phó Chủ tịch Phụ Nữ để chúng ta trao đổi một số công việc. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời. Xin mời tổ trưởng của tổ Công Chiêng, tổ trưởng của tội múa. Nào bạn em đây. Em còn các bạn. Ngon đấy.